Hello. Chào sư phụ, về tình trạng ở thế giới này, con muốn hỏi là liệu vua ảo tưởng bằng cách nào đó cũng có thể được giải thoát không? Ma vương, vua He's liberated. He thinks ông he's ta nghĩ liberated. ông No ta one được do giải thoát anything to rồi, him. không ai làm gì được ông ta. So what is it now you Vậy want? bây You giờ want to anh save muốn gì? him? Muốn cứu ông No, ta hả? I Cứ don't việc like him. tôi không thích ông ta. Well, the problem is as long Nhưng as con nghĩ the vấn đề là system nếu ông is ta còn ở thế giới broke, này, the system we don't guồng like máy the mà chúng system. ta không thích đó vẫn Yeah. còn. Ừ, But nhưng chúng we ta also cũng là một know phần trong đó, something. hiểu không? He existed long time Ông ta ago. đã hiện hữu từ lâu Come on. rồi. Ông ta He không has có gì nothing sai wrong with cả. him. It's just Có điều ông ta tạo ra tất cả những designed thứ it all này. this. Okay? But he doesn't actually Nhưng do thật ra anything. ông ta không làm gì cả. So you can't Thành even ra accuse không thể kết tội ông ta được, hiểu ý See tôi what I mean? không? Like the, he just Chẳng hạn designed như the ông ta tạo tiger ra cọp, and then rồi he tạo ra designed thỏ. the rabbit and he put the tiger next to the Sau đó rabbit. để cọp And và then thỏ ở nothing. cạnh nhau, ông ta đâu có làm gì. What? Did you see he Anh killed có the thấy rabbit? ông ta No, he giết didn't. thỏ không? It's a tiger Không, who ông ta did không it. giết mà là chú He has cọp. his merit. Ông ta You cũng có can't phước just kill báo, him không like thể that. giết ông ta như vậy You được. can't just liberate him Mình like không that thể giải thoát ông because ta he như has been vậy also vì ông ta practicing cũng đã long tu years, hành lâu năm, long hàng aeons, ức năm in mới order có to lực get lượng this này. power. He practiced for the wrong Nhưng ông reason. ta tu với mục đích sai lầm, hiểu không? See what I mean? He has a power, but he Ông didn't ta have có lực love. lượng nhưng không có tình thương. That's why. Lý do là vậy. He liked to Ông create ta thích things, sáng tạo, but he's nhưng là irresponsible một kẻ sáng creator. tạo vô trách nhiệm. But you can't even blame him. Nhưng That's the anh không problem. thể trách ông You ta can't được, accuse đó him mới là like vấn you đề. would Tôi có thể buộc tội ông evidence ta against nhưng him. không có chứng He cớ. just created the tiger Ông for ta chỉ fun. tạo ra cọp And then cho he vui thôi, created the rồi rabbit tạo ra just for thỏ fun. cũng chỉ cho vui thôi. What harm can it be Tạo to ra cọp create và thỏ thì có hại gì tiger đâu. and the rabbit? The problem is that the rabbit Vấn runs đề into the là chú tiger thỏ chạy tới gần and chú so cọp things happen. nên mới xảy ra chuyện. So how can anybody Làm blame sao ai có King thể trách Ma Mayan Vương for? được? What did he do? He Ông just ta có làm created. gì đâu, chỉ tạo ra cái này cái kia Understand? thôi, hiểu không? So now, just Giống like như alcohol nhà sản xuất producer, he just rượu, produced ông ta alcohol. chỉ sản xuất rượu thôi, He didn't force you to buy đâu có it, dí but just súng bắt knowing quý vị that. phải mua. So, Thành ra he anh was cũng off không to nói được Cannes, so gì he cả. couldn't say anything. He has a license, you see what I mean? Ông ta có The giấy King phép, of Maya hiểu không? also Ma has a Vương cũng license. có giấy phép. Because he has been Vì practicing ông ta đã tu hành much, lâu much more rồi, than lâu you. hơn anh nhiều. You can't do anything to him. Anh không làm gì You được ông can argue ta. with him Có and thể tranh luận với ông ta, thương negotiate lượng, hạn chế thiệt hại, damage control, but you cannot like chứ leave không him giải thoát ông ta được you đâu. mean put him in Ý hell? anh là He's cho ông already ta lên there. thiên đàng sao? Ông ta đã ở Put đó him in rồi. hell? He's also Cho ông already ta xuống there. địa ngục hả? Ông ta cũng ở đó rồi. But he's the king of hell. Ông ta He's làm not giáo afraid of chủ địa hell. ngục nên Really? đâu có sợ Do you địa know ngục. any more questions? Bây giờ anh biết rồi, hỏi Well, gì nữa không? is there some way Dạ, to có cách nào thương negotiate lượng with him that way that his cho guồng system máy của ông ta changes cải thiện a một little chút bit? không? It will change if we Nếu mọi all người thức tỉnh, nó sẽ được cải become aware, thiện. as I told you, Như as tôi you đã do, nói, as giống như he quý vị does, đã thức as tỉnh vậy, hiểu all other không? planets Trong as toàn cõi well. vũ trụ, ở những tinh cầu khác, khắp mọi They are nơi. waiting till you become À, master and you do all đợi that. tới khi anh thành minh sư, rồi anh làm hết mấy chuyện đó. Dạ, This cảm ơn sư is phụ. evolution, Đó you là see sự what I tiến mean? hóa, hiểu không? Because Bởi vì he's tất cả already đã all được tạo ra created, rồi, thấy không? you see? Either we have to destroy Một everything là chúng and ta phải start tiêu hủy anew, tất cả rồi bắt đầu lại từ or đầu. just let it develop Hai là and để have cho to nó tiếp teach tục phát everybody triển to walk rồi dạy here. mọi người phải ý thức. And don't walk there, just walk Đừng đi here. lối đó, See what hãy I đi mean? lối này, hiểu không? We can't get rid of Chúng Maya. ta không tránh khỏi Ma Vương được, đó mới là That vấn is the đề. problem. But I have Nhưng ta accused buộc tội tất cả him những hành động of ngỗ ngược của all ông his ta. mischievous deeds. And it is the truth like that, Thật như vậy okay? đó. If we were not born Nếu here, chúng ta không sinh ra ở nơi này then thì we đâu didn't có have vấn đề gì, problem, phải không? right? But the problem is we Nhưng also have khổ nỗi choice. chúng ta cũng có sự Yes, chọn we lựa. have choice. Chúng ta It's có just sự that chọn lựa. when Có we are điều khi born sinh ra here, ở cõi we're này, so overwhelmed with chúng all ta these bị chìm đắm expectations and bởi đủ trapped mọi here. cám We dỗ, didn't know cạm which way bẫy, to không biết go. đường nào mà We didn't đi, know what choice is the không best. biết lựa chọn nào là Especially tốt nhất, not nhất everybody là không phải can ai be cũng được taught, dạy you know? bảo. I mean personally and Ý tôi là không có ai thường xuyên dạy cho necessarily mình, constantly to remind you that you nhắc shouldn't mình go rằng this không way, nên you đi should lối go này that way. mà nên đi lối kia, hiểu không? Okay?
Bởi vì sự sáng tạo cũng giống như sự tiến hóa vậy. Ông ta vốn đã tạo ra rồi, hiểu ý tôi không? Trước khi tôi và anh chào đời, đã có sẵn nhiều loài vật này nọ. Thành ra sự tiến hóa đó phải tiếp tục cho tới khi có thông cảm mới. Có lẽ mình cho ông ta hành nghề ở chỗ khác, nhưng đi đâu ra khỏi vũ trụ này? Rồi ông ta ngứa ngáy lại sáng tạo ở chỗ khác nữa. Đó mới là vấn đề. Thế mới có chuyện nói quý vị hay. Quý vị tu hành phải có đạo đức, trí huệ và tình thương. Hiểu ý tôi không? Đó là lý do đôi khi có những vị thầy hay có những người thích học thần thông. Hiểu không? Họ học với bất kỳ vị thầy nào khỏi cần ăn chay, khỏi cần thiền, không cần nằm giới luật, không cần gì cả. Cho nên lối dạy này sẽ sinh ra một loại ma vương. Và nếu đời đời kiếp kiếp tu hành theo chiều hướng đó, thì mình sẽ thành ma vương. Ông ta cũng có đại lực lượng gần như Phật. Hiểu không? Lý do là vậy. Ngoại trừ không có tình thương, không có tấm lòng, thấy không? Cho nên quý vị phải trì ngũ giới. Phải phát triển lòng từ bi. Không phải chỉ phát triển lực lượng, chỉ bảo vệ mình bằng hồng danh hay bằng sự tu hành là đủ, mà phải thấu hiểu nỗi khổ đau của người khác. Phải luôn nghĩ, mỗi lần gặp người nào đó, quý vị phải nghĩ làm sao giúp cho họ đỡ khổ, hiểu không?